dây AV chất lượng cao của Đức lại về được 3 mớ các bác nha. Loại dây này thì anh em nào đã mua thì đều khen hết, dám tự tin nói các bác điều đó luôn. Ai chưa biết thì chưa dùng thôi, chứ còn biết mà trong tầm tiền 230.000 cửa hàng bán ra, cả tiền ship, bao ship cho anh em thì nói chung là chỉ có mua thôi. Bởi vì cái dây nó vô vàn, vô cùng chất lượng các bác này. Cái chất lượng anh em nhìn cái đầu cắm này này, anh em nhìn cái đầu cắm này và so sánh những cái dây mà các bác đang có của Trung Quốc thì các bác sẽ thấy là cái đầu này nó xịn sò như thế nào nha. Và cái dây này nó chắc chắn như thế này này. Đấy. Nó dày bì này, nó chắc chắn, độ truyền tải âm thanh vô cùng xịn sò. Bán 3-4 năm trời chưa một bác nào phàn nàn về chất lượng dây trong tầm tiền. Nói các bác điều đó nha. Các bác không biết hoặc chưa tiếp xúc thì không mua thôi. Còn biết những dây này mà ngoài thị trường thì các bác sẽ mua hết. Bởi vì thay vì mua những cái dây giá rẻ thì anh em mua những cái dây chất lượng mà giá tiền nó chỉ gấp đôi hoặc gấp rưỡi một chút thôi, nhưng cái giá trị anh em nhận nó là suốt đời, dùng được mãi mãi nhá. Và độ truyền tải âm thanh tốt, không bị ù xì rè tiếng. Bởi vì dây mà cái vỏ này nó kém này, các bác cắm vào nó vỡ, nó gãy, nó rè, nó mất tiếng. Vậy thôi. Và các bác mua lâu, mua dùng được lâu thì so với cái việc là mua dây rẻ tiền thì nó là quá kinh tế, mặc dù bán giá chỉ gấp đôi gấp rưỡi thôi. Xin chào, hẹn gặp lại anh em. 230 cả tiền ship, dây chưa qua sử dụng nha, hàng tồn kho, dài 1m9 của Đức. Đấy. Minh Audio Hà Đông, Hà Nội. Anh em có nhu cầu liên hệ kết nối cửa hàng gói gửi qua bưu điện cho anh em. 230.000 dây, chỗ này giỏi lắm thì được tầm khoảng 30 dây thôi, 30 dây, 3 bộ 30 dây.